Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở thị trấn Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai các bạn ơi. Đằng sau các bạn đó là cái núi chứa Chan Gia Lào đó. Còn ngay phía trước mặt mình đây là cái cây mai khổng lồ mà mỗi dịp Tết đến xuân về được nhắc đến rất là nhiều. Tuy nhiên thì cũng thực sự chưa nhiều người biết đến nó đâu. Tuy nhiên năm nay thì cây mai nó nở rất là nhiều bông và đã lâu rồi mình không quay trở lại đây. Đợt này mình vừa từ Sài Gòn xuống đây đúng không ạ? Mình đi xuống đây lúc 2 rưỡi, bây giờ là gần 5 giờ rồi. Mình chạy một mạch từ quận 3 xuống tới Xuân Lộc này luôn các bạn. Rất là xa luôn. Mà cũng ở Sài Gòn thì mình đã quay cho bạn khá là nhiều rồi. Nên là đợt này mình quyết định là đang rảnh rỗi nên là mình chạy xuống Đồng Nai để mình quay cái cây mai này cho các bạn xem luôn nha. Bây giờ mình sẽ cùng vào mình chiêm ngưỡng xem là cái cây mai khổng lồ nhất miền Nam này nó có gì đặc biệt nha các bạn. Đây. Cây mai này thì không có bán tiền vé mà chỉ bán tiền nước nha các bạn. Các bạn vô chơi thoải mái, chụp hình thoải mái và người ta chỉ bán nước thôi. Đây quán cà phê. Đây. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết và người ta khai trương vào ngày hôm nay các bạn. Mới mở cái cửa phục vụ khách vào ngày hôm nay thôi nha. Ồ. Các bạn thấy chưa? Cây mai này là cây mai đẹp hoàn toàn tự nhiên nha các bạn. Không hề có sự uốn nắn nào trong này hết, nó tỏa cành mọc cành tự nhiên luôn. Đây, các bạn thấy ở dưới gốc chưa? Ôi. Cái màu vàng các bạn đang thấy đó là những cánh hoa mai nó rụng xuống các bạn. Và nếu như các bạn nhìn tinh mắt một xíu nữa, các bạn sẽ thấy những cái cây con nó mọc lên. Cái cây rất là bé thôi. Đất ở đây cũng khá là ẩm nên là cái hạt và mai nó mọc xuống, nó rớt xuống và nó mọc lên cây luôn. Cây mai này rất là to luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để khám phá nha. Có rất nhiều người từ Sài Gòn xuống đây các bạn. Nếu các bạn nào thường xuyên theo dõi kênh mình thì đã biết là mình năm nay là năm ngoái thì mình không xuống, nhưng mà năm nay là cái lần thứ 3 mình đã xuống cây mai này rồi. Trong vòng khoảng 4 năm qua thì 3 lần mình xuống các bạn. Bây giờ mình đi vào trong nha. Đây, quán bán nước này các bạn này. Các bạn vào đây ngắm cây mai thì có thể ngồi đây cà phê, ủng hộ chủ nhà một vài chai nước. Chứ người ta không có bán vé tham quan nha các bạn. Đây. Bây giờ gần 5 giờ. Mình cứ sợ là chạy xuống đây không kịp, trời nó tối mất không quay được các bạn xem. Rất may là xuống đây thì mới gần 5 giờ và trời vẫn còn sáng. Đây. Cây mai rất là to nha các bạn. Năm ngoái là 5 con gà năm kia chứ. Thì còn có buộc một con gà vào đây. Năm nay 5 chuột thì không biết có buộc vào. Xin vui lòng không vào trong nhé các bạn. Đứng ngoài đấy thôi. Wow. Cây mai này theo mình được biết thì trả bao nhiêu tiền cũng không bán. Và cái căn nhà này chính là nhà của chủ nhà đó ạ. Của chủ nhân của cây mai này. À, thực tế thì chủ nhân chính thức thì cũng chưa có xuất đầu lộ diện các bạn. Chủ nhân chính thức thì không có ở đây. Có một cái chú ở nhà này, chú là người phụ trách trông coi, quản lý và chăm sóc cái cây mai. Đây. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy, này mùng 1 Tết mọi người tới rất là đông các bạn. Còn rất là nhiều nụ nha các bạn. Cái này mà nếu như mình xuống buổi sớm á, quay các bạn sẽ thấy đẹp hơn các bạn ơi. Đây nè. Khoảng hơn 2 giờ chiều nay thì mình ngồi cà phê ở đường Phạm Ngọc Thạch. Thì cũng chưa biết quay cái gì cho các bạn xem thì mình lướt báo. Thì mình biết một cái hoàn cảnh của một cái chú ở dưới Long Khánh. Chú vừa rồi chú bán một con chó con để chú lấy tiền lo Tết cho gia đình. Một con chó con đó các bạn. Rất là khó khăn và vợ bị bệnh nữa. Thì mình vừa biết được cái địa chỉ của chú ở dưới Long Khánh. Nên là mình từ trên Sài Gòn mình phi xuống Long Khánh để mình quay để cho các bạn biết được cái hoàn cảnh của chú đó. Tuy nhiên là trước khi quay trở lại Long Khánh thì cũng khá là gần cây mai này. Và cây mai này cũng rất là đặc biệt nên là mình xuống dưới Xuân Lộc này mình quay cây mai cho các bạn xem trước. Chính là cái chỗ này. Xong đó một xíu nữa mình sẽ quay lại Long Khánh để vào nhà cái chú mà bán chó để lo Tết. Là cái hình mà một cái chú rất là nghèo khổ. Chú ngồi ngoài chợ, chú bán một con chó con.
mà vừa rồi rất nhiều người chia sẻ. Thì xíu nữa xong, sau khi mà các bạn xem cây mai này, mình sẽ lên nhà chú đó nha. Các bạn nhìn này, cây mai rất là đẹp luôn. Nay mùng 1 Tết ở đây khá là đông vui. Đây là cây hoa giấy này các bạn. Các bạn thấy đông chưa? Cây mai, cái đường kính của cây mai chắc phải 5-6 mét các bạn. Và nó một cái hình vòng tròn luôn, một cái hình vòng tròn. Như là các bạn lấy một cái chén, một cái bát đó các bạn úp xuống thì cái hình của cây mai này nó là như vậy, và nó mọc hoàn toàn tự nhiên. Mình nghe mùi mít chín ở đâu đây các bạn. Đây bán cà phê này. Cây mai này được cho là lớn nhất khu vực miền Nam các bạn. Còn tuổi đời thì có thể không lớn, không dài nhất đâu, nhưng về kích thước ấy, cây mai này hình như năm nay nó nở khá là sớm ạ. Mùng 1 Tết mà mình đã thấy cái cánh hoa nó rụng hôm nay khá là nhiều rồi. Mai này là mai 5 cánh các bạn, 6 cánh, mình thấy có cả 6-7 cánh luôn. Không biết là bao nhiêu cánh nữa. Có bông thì mình thấy 5 cánh, mà không biết là nó đã rụng đi cánh nào chưa. Có bông, ví dụ như bông này mình thấy 2, 4, 6, 7 cánh đúng không ạ? Đây. Ôi. Mình không có được đi vào trong kia các bạn ạ. Nhưng mà chỗ cái gốc này khá là lớn nha các bạn. Đó. Nhiều người tới đây chụp hình đúng không ạ? Đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên người ta mở cửa cho khách vào tham quan. Về mẹ hả? Ở trên cây còn rất là nhiều nụ nhưng mà nó đã nở đi và rụng xuống đất khá là nhiều rồi. Nên là các bạn nhìn cái màu vàng của nó năm nay không có được đẹp bằng mọi năm. Cái đợt mà nó bung hoa nhiều nhất thì nó đã qua rồi các bạn ạ. Bây giờ thì nó cứ nở từ 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 tới hết Tết thôi. Các bạn nhìn những cái cành nữa này, rất là già rồi. Mình né để cho chị này đi chụp hình các bạn. Wow, quá đẹp luôn. Đây là một trong những cây mai mà cực kỳ khủng luôn các bạn. À, là quá trời mít này các bạn ơi. Các bạn thấy không ta? Đó, mít đó. À nào, nãy giờ mình nghe mùi mít rất là thơm các bạn ơi. Có cả cam nữa. Thơm lắm. Đó.
Bây giờ mình đứng đây mình xem mọi người chụp hình một xíu rồi mình sẽ đi ra ngoài nha các bạn. Rất là đông rồi các bạn. Bây giờ trời nó đã tắt nắng ở khu vực này, bây giờ là hết nắng rồi các bạn. Nếu mà chụp bằng máy ảnh thì sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên là bằng máy quay thì các bạn sẽ thấy nó không còn nắng nữa. Hơi tối một xíu. Cà phê cây mai nha các bạn. Đường đi xuống cây mai thì rất là dễ thôi. Các bạn cứ đi vào trung tâm thị trấn Xuân Lộc, rồi các bạn rẽ vào tay trái vào, các bạn đi vào cuối đường là gặp thôi. Mỗi cái mùa Tết đến xuân về thì mình đi khá là nhiều nơi và mình quay rất là nhiều một cây mai, cây cảnh độc lạ. Tuy nhiên là theo cái ý kiến cá nhân của mình thì đây là một trong những cây mà nó đẹp nhất, lớn nhất các bạn. Đẹp một cách tự nhiên luôn. Những cây khác thì có thể còn có bàn tay của nghệ nhân người ta uốn nắn, nhưng mà cây này là mọc sao để vậy. Ở đây có cả phun sương nữa các bạn. Khách đang vào rất là nhiều luôn. Đi lên bằng cái bậc này. Ở góc này thì mình thấy cây mai mới là đẹp các bạn này. Góc này ở bên phía này nó còn nhiều bông hơn. Quá to luôn. Cách đây 2 năm mình xuống đây thì cái năm con gà lúc nãy mình có nói thì buộc một con gà trống ở trong kia. Hình như là mình có quay rồi, không biết là các bạn có xem chưa. Năm nay là năm con chuột thì không có con nào buộc gốc cây cả. Các bạn lưu ý nha, à, nãy giờ chú này chú á, thì chú cũng có nói các bạn đừng có chen lấn và đừng có chạm vào mai, sợ nó rụng hết các bạn. Nếu mà nó rụng hết hoa thì không còn gì để mà chiêm ngưỡng nữa. Hôm nay mới là ngày đầu tiên cái vườn mai, cái cây mai này cho khách vào tham quan, ngày mùng 1 Tết các bạn.
nở ở trong đây vàng rực cả một cái vùng đất luôn các bạn. Khu vực này là xếp hàng chờ chụp hình nữa các bạn. Đông thật. Cũng khá là hay khi mà cái nhu cầu vào tham quan cây mai rất là nhiều. Nhưng chủ quán không bán vé và chỉ bán nước. Bán nước cũng không ép khách uống, ai muốn uống thì uống, ai không muốn uống thì thôi. Ví dụ như mình á, mình vào đây nãy giờ mình quay video cho các bạn xem á, đâu có ai kêu mình uống nước đâu. Cứ thoải mái đấy các bạn ơi, vào ngắm rồi đi cũng được. Như mình thì mình không có thời gian để ngồi để uống nước các bạn. Mình quay xong thì như lúc nãy mình có nói, mình sẽ lên trên Long Khánh để vào cái nhà mà chú bán một con chó con để lo cho Tết đấy. Cũng có một vài mạnh thường quân người ta tới giúp chú rồi. Tuy nhiên là mình nghe nói hoàn cảnh của chú cũng khá là khó khăn nên mà mình quyết định xuống tận nhà mình quay thêm. Để bạn nào nếu như muốn giúp đỡ chú thêm một cái gì đó, như tiền nong hay là cái gì cũng được, nói chung là giúp đỡ chú để cho chú có cuộc sống tốt đẹp hơn thì càng tốt các bạn. Thôi chụp lại cho em mới đẹp mới được. Nghiêm tốt lại, nghiêm tốt lại nhé đốc. Chị tết chị đâu vậy? Chị vô chợ. À, chắc là bây giờ mình sẽ kết thúc video này các bạn ạ. Mình đi ra ngoài mình ngắm lại một cây mai một xíu nữa và mình sẽ đi lên Long Khánh nha các bạn. Hôm nay một cái ngày đầu năm mới thì mình cùng với các bạn đi ngắm nhìn một cây mai khổng lồ này để có một cái niềm vui cũng như là biết đâu có một cái may mắn gì đấy các bạn. Mình thấy là năm nào mình xuống cây mai này cũng gặp khá nhiều là nhiều may mắn nên là mình nghĩ là các bạn xem được video này thì cũng sẽ gặp may mắn như mình thôi. Bây giờ mình đi ra ngoài nhé các bạn. Mình chuẩn bị bây giờ đúng 5 giờ rồi mình sẽ chạy lên Long Khánh này. Sau đó mình sẽ về Sài Gòn trong chiều ngày hôm nay luôn. Chắc là về tới Sài Gòn cũng phải khuya các bạn. Hy vọng là mình sẽ tìm được nhà của chú đấy. Mình mới biết địa chỉ nhưng mà thực sự địa chỉ dưới quê này nó cũng khó tìm đó các bạn. Tại vì các bạn thấy là lâu lâu mới có một nhà. Diện tích rất là rộng. Mình biết ấp rồi. Nhưng ở dưới đây thì không có số nhà. Đấy. Phía đằng sau này mình nhắc lại là núi Chứa Chan Gia Lào. Ở trên đấy có cáp treo đúng không ạ? Và lên đi chùa trên đấy rất là nhiều. Năm nào cũng có rất nhiều người từ khắp nơi lên núi Chứa Chan Gia Lào để đi chùa. Đó, đường sau đó các bạn, núi đó. Rồi, bây giờ thì mình xin được phép kết thúc video đây các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha các bạn. Chúc các bạn một năm mới gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe nha các bạn ơi. Hy vọng là các bạn xem video về cây mai này sẽ gặp nhiều may mắn như mình nữa.